Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tạm thời không có điều chỉnh, đứng quanh vùng giá 2.053 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 101,7 điểm. Giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm đứng ở mức 43.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 3,901% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 73,49 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Về mặt xu hướng giá vàng cho năm tới, cuộc khủng hoảng ngân hàng được đánh dấu bằng sự sụp đổ tổng tài sản lớn nhất trong một năm và xung đột giữa Israel và Hamas đã tạo ra bầu không khí bất ổn và sợ hãi, dẫn đến nhu cầu vàng tăng lên. Các nhà đầu tư hướng tới vàng như một tài sản bảo vệ, củng cố vị thế của nó như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Khoảng thời gian bất ổn này đã dẫn đến những biến động đáng kể về giá vàng, làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong danh mục đầu tư đa dạng. Hướng tới năm 2024, nền kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục mở rộng nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư tư nhân bền vững. Các tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy sự thay đổi theo hướng chính sách tiền tệ phù hợp hơn trong bối cảnh lạm phát giảm bớt. Môi trường tiền tệ đang phát triển này sẵn sàng ảnh hưởng đến thị trường vàng khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại chiến lược của họ để ứng phó với bối cảnh kinh tế đang thay đổi. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị bao gồm căng thẳng ở Trung Đông và những điều chỉnh kinh tế của Trung Quốc cùng với những lo ngại về tính bền vững tài chính trong nước có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường vàng. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất và những điều chỉnh dự kiến về lãi suất dài hạn sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư đối với vàng. Và trong bối cảnh suy thoái kinh tế, rủi ro địa chính trị gia tăng và các cuộc bầu cử quan trọng ở các nền kinh tế chủ chốt kết hợp với hoạt động mua hàng ổn định của Ngân hàng Trung ương đã hỗ trợ thêm cho giá vàng. Chính sách lãi suất đặc biệt là của Cục Dự trữ Liên bang cùng với các chỉ số kinh tế như PMI tổng hợp, PMI sản xuất, thu nhập thực tế, tiết kiệm hộ gia đình và tỷ lệ thất nghiệp đều có ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường vàng. Trong các kịch bản lãi suất cao liên tục dẫn đến suy thoái kinh tế, vai trò phòng hộ của vàng trở nên rõ ràng hơn. Và theo như dự báo, giá vàng có nhiều dư địa bứt phá ở năm 2024 khi các ngân hàng trung ương ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ. Nếu càng nới lỏng thì vàng sẽ càng tăng cao hơn vào cuối năm 2024, thậm chí sang đến năm 2025. Gần đây thì ngân hàng Bank of America kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 2.400 đô la Mỹ trên một ounce vào năm 2024. Ngân hàng Saso của Nhật dự báo vàng sẽ chạm mức 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. Theo đó, vàng trong nước dự báo có thể tăng lên tới 80 đến 90 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng trong nước lên đỉnh 78,5 triệu đồng trên lượng, vét sạch két đang bán lãi 44 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, theo ghi nhận tại các cửa hàng vàng, hoạt động mua bán không còn sôi động khi mà kim loại quý này vọt lên giá mức cao chưa từng có trong lịch sử. Trên phố Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, các cửa hàng khá vắng khách, cảnh xếp hàng chờ mua bán vàng không còn. Chủ cửa hàng cho biết, khách tới đa phần có nhu cầu bán vàng, lượng khách mua lúc giá đỉnh không nhiều như trước. Một số khách có nhu cầu mua vàng cưới cũng chỉ ghé qua cửa hàng xem mẫu mã, chưa chốt mua ngay vì cho rằng giá đang quá cao. Theo chị Phạm Thị Kim Dung, nhân viên tại một cửa hàng vàng ở xã Đàn Đống Đa, Hà Nội thừa nhận, hôm nay là ngày lượng khách tới cửa hàng giao dịch mua bán vàng trầm lắng nhất kể từ đầu tháng 12 tới giờ. Đáng chú ý là có khoảng 80% khách tới cửa hàng có nhu cầu là bán vàng. Trong đó có khách mua 4 lượng vàng từ cuối năm 2015 và giữ đến nay mới đem bán, tính ra một lượng vàng lãi khoảng 44 triệu đồng. Thực tế cho thấy, những người mua vàng từ đầu năm với giá 6-7 triệu đồng trên một lượng, giờ đem bán đã lãi khoảng 10 triệu đồng trên một lượng, còn nếu mua vàng từ những năm trước thì khoản lãi thu về rất cao. Bởi trong một thập kỷ biến động dữ dội, giá vàng từ mức 34,78 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra vào cuối năm 2013 đã tăng lên mức 78,4 triệu đồng trên lượng là ngày 25 tháng 12, tức là giá vàng tăng thêm khoảng 43,62 triệu đồng trên lượng, tương đương mức tăng là 125,4%. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua mua vào mức 24.030 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.400 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ tự do mua vào mức 24.700 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên đô la Mỹ. Kết thúc ngày hôm qua bằng một phiên tăng 30 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 80 đồng trên đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.740.000, bán ra 7.840.000, tăng 1.700.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 1.500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 170.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 150.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn duy trì ở mức 1.000.000 đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là 1.000.000 đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.740.000, bán ra 7.842.000, tăng 170.000 ở chiều mua vào, tăng 150.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.850.000, tăng 175.000 ở chiều mua, tăng 155.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.735.000, bán ra 7.845.000, tăng 165.000 ở chiều mua, tăng 145.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.730.000, bán ra 7.850.000, tăng 160.000 ở chiều mua vào, tăng 150.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.730.000, bán ra 7.840.000, tăng 150.000 ở chiều mua, tăng 145.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.740.000, bán ra 7.830.000, tăng 155.000 ở chiều mua, tăng 135.000 ở chiều bán ra. Nghi Hồng SJC mua vào 7.740.000, bán ra 7.840.000, tăng 150.000 ở chiều mua vào, tăng 160.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.740.000, bán ra 7.840.000, tăng 160.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.730.000, bán ra 7.850.000, tăng 160.000 ở chiều mua, tăng 150.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.740.000, bán ra 7.842.000, tăng 160.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại được điều chỉnh tăng rất mạnh, tăng 1.700.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, tăng 1.500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 170.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 150.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 đến 1.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.740.000, bán ra 7.842.000; SJC Huế mua vào 7.737.000, bán ra 7.842.000; SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.740.000, bán ra 7.840.000; SJC Bạc Liêu mua vào 7.740.000, bán ra 7.842.000; SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.738.000, bán ra 7.842.000. Cuối cùng là giá nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này được điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và đang được niêm yết như sau: nhẫn đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.205.000, bán ra 6.310.000; nhẫn đồ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.205.000, bán ra 6.320.000; vàng 4 số 9 mua vào 6.200.000, bán ra 6.280.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.087.8 nghìn, bán ra 6.217.8 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.525.5 nghìn, bán ra 4.725.5 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.476.6 nghìn, bán ra 3.676.6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.434 nghìn, bán ra 2.634 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.